Chiếc này thôi 5.000 các bạn. Nghe cầu khủng luôn. Giờ này nó phải chắc phải hơn 10 tấn. Một dài 5 mét. Đây, chạy kiểu này lên vào đây xa lắm. Máy chạy theo nó lên vào đây. Mercedes nè, nhìn cái kiểu là biết Mercedes. Đó, xuống cả bầy luôn. Xuống cả bầy. Đó. Đó, về ăn nước kìa. Trời ơi. Hả? Rồi. Đi lên bờ đê đón thôi. Chiếc máy cài pho nó đang lên chưa? Đó. Hai chiếc luôn nè. Đây. Pho 5.000. Hai cầu. Hai cầu mà cầu đồng bộ đó. Không phải đi nổi. Cầu đồng bộ nó hết. Chiếc kia đang leo dốc
thuộc giống là thuộc giống là cũng nguy hiểm đó trời. Đúng rồi, mấy cái dốc đằng kia nó ấy, cái dốc này nó đỡ. Này là bình thường nó lại dài rồi. Trời ơi, mấy cài mà 44 ngàn, 5 ngàn mà nó chở khỏe ghê trời. Ngày xưa đầu rời nữa, nó không có cầu. Dốc nữa nè, con phú đã, con này mấy đây, khi áp ngàn.